Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái game Survival Evo. Hôm nay mình sẽ gì ta tìm những con mới trong bản update. Mấy bạn biết sao không? Cái bản update mới vừa rồi 4 GB mấy 5 GB nó cập nhật ra những cái con mới. Mình vừa vào mình thấy con Raptor con chạy nhom nhom dễ thương quá trời luôn. Mình mới bắt nó mà nó lên cái phần trăm lớn nhanh ghê luôn. Mới nãy thấy 10% mà giờ 28% rồi, nó lớn nhanh quá mấy bạn ơi. Này nó nhỏ nó dễ thương lắm luôn á, nhìn nó cục ngủng mà. Mình đang là ở bên khu nhà tuyết đây, mình sẽ cho các bạn nãy vừa vào mình đã thấy con này rồi một lũ luôn. Đây mình nghĩ là trong các bạn update mới nè, không biết phải không nữa, nãy mình thấy nó update tận tới 4 GB 8. Mình nghĩ con này là chắc là trong cái bản qua rút nữa, không biết là bản gốc hay là cái bản kia ta. Ở đây là con gì ta, con sư tử biển đúng không? Sư tử biển hay là cho biển ta? Cái cặp nanh của nó nhìn dữ quá trời luôn mấy bạn ơi. Ôi nhìn nó kìa. Bên đây còn một nhóc nữa mấy bạn, để mình cưỡi con rồng cho mấy bạn coi. Mới vừa vào mình bay qua khu vực tuyết này là mình thấy nó quá trời trời luôn. Nhóc không luôn. Đó, trời giờ thấy hai con mấy bạn thấy không? Ba con. Ôi chim cánh cụt nhiều quá mấy bạn ơi, lắc luôn á. Đó, đây hai con nữa nè. Con này là sư tử biển, chắc là sư tử biển rồi. Con Walrus hay là hai con gì không biết. Con này mình biết mà nhưng sao mình nhớ tên gốc của nó là tên gì nữa. Cũng hay coi mấy con này làm trò lắm mà những cái con này răng nanh nhìn ghê mấy bạn ha. Mình phải bắt nó thôi. Gì? Bút thêm mình phút. À, con này chắc chắn nó ăn cá rồi mấy bạn ơi. Ăn cá, ăn cá. Mình sẽ bắt nguyên một cặp luôn. Có gì mình làm baby của nó mình coi thử. Đâu rồi ta? Ăn cá, ở đây cá đâu mà ăn? Ở đây làm gì có cá? Để coi mình có cái vũ khí không? Ê, dạ, không có vũ khí. Trời ơi, thôi chơi số 4. Ấy, có con gì nè? Ôi con chim cánh cụt. Mày hả ơi. Con này không có cá mấy bạn ơi. Mình để mình coi mình bỏ vô cái ô cuối cùng coi nó có ăn không. Hy vọng thịt nó sang luôn ha. Đó quá trời con này luôn. Này hải cẩu. Không, nó không ăn cái này. Trái cây nó cũng không ăn. Chắc chắn là ăn thịt cá rồi. Chu con này đẹp quá vậy. Ôi đẹp ghê không vợ. Ôi con này cũng thuần phục được luôn hả. Ôi nó ăn thịt cá không à. Giờ cá đâu giết ra giết cá mập cái đó. Ôi nó bơi kìa mấy bạn. Ôi sao nhiều dữ hả. Kinh. Một cặp luôn. Mình sẽ ra giết mấy con cá. À cá đây rồi, cá đây rồi. Mày hả bụi. Mày. Mày. Đó cả nhóc luôn. Ồ ngon. Mình sẽ đâu rồi đâu rồi đâu rồi. Ui quá trời luôn, gần nhà mình một chấp luôn mấy bạn ơi. Ăn cá nè. Đó một em. Mình sẽ bắt một cặp luôn, nó đi theo nhau. Ơi nó đi theo nhau các bạn thấy không. Ý có một thằng người. Ấy da ấy da. Mày hả bụi. Mày hả bụi. Vô đây vô đây vô đây. Xỉu. Thằng này có đồ luôn nè. Nhìn nè mấy bạn. Ghê chưa chạy hả chạy hả. Chạy nè. Chạy nè. Đi nơi đâu đi đâu đây. Xỉu chưa xỉu chưa. Rồi sụi là chúng ta sẽ. Đâu rồi đâu rồi. Rách bôi kéo vô. Cái này nó mới update hay sao ta. Nhìn nhìn mình kéo nó, mình kéo bằng hai tay luôn nè mấy bạn. Kéo về khu nhà của mình. Ngon ngon. Dám mà chạy ra khu vực thấy mình là định quýnh mình mấy bạn thấy không.
nhưng mình bắn nó một cung rồi nó gần xỉu rồi nó sẽ chạy. Bọn này mình biết nó lắm. Đó, đi vô nhà nè, chị Đại nè, thấy không? Chào chị Đại một tiếng đi ông hai. Ơi, cho mày cục thịt luôn, mình tem nó luôn, mình bắn cái nó hư cái nón luôn mấy bạn. Đó, tỉnh dậy, tỉnh dậy. Thấy mất chuột rồi. Ở đây đi nghe chưa? Ở đây đi. Đó. Ngon lành, bắt được một anh ngon lành luôn. Có hai con này nữa, dễ thương quá bạn ơi. Ý, coi kìa, coi kìa. Quá đã. Trời ơi, mấy con này nhìn cưng ghê luôn á. Ý, ra được luôn. Ôi, nặng quá hả? À, quay cho nè. Đi đi đi, đi thử rồi, đi thử rồi. Trời ơi, đi trời quá trời tội luôn. Cho mày cái cục kinh nghiệm, mày uống cái lên đầy cấp luôn. Máu vô. À, tốc độ chạy đam vô quýnh một cái là con nào cũng chết hết. Đó, chạy cái nào. Con này nhìn mắc cười ghê mấy bạn ơi. Đó, xuống nước chắc bơi nhanh hơn á. Ôi, quá trời nhanh luôn. Dưới nước này còn mấy con kia đông đông không ta? Ôi sao sâu dữ vậy trời ơi. Ôi quá trời sâu luôn. Ồ, nhìn ghê quá à. Sao dưới nước là không có con nào tàn là mấy cái mỏ dầu không? Ý, con gì đây? Ủa, con gì lạ mấy bạn? Ôi mà xuống bắt con này con gì nè, con cua, con tôm hùm. Ý da, dí thế nè. Bắt con tôm mấy bạn ơi. Con này tôm hùm. Mày hả bưởi? Mày hả bưởi? Mày một em. Bi ra nha nữa, bi ra nha. Bi ra nha, bi ra nha, bi ra nha. Mày hả bưởi? Mày chết chưa? Con này cho ăn sao ta? Ăn thịt đùi không? Rồi nó ăn thịt cá rồi, chắc chắn luôn. Ờ đúng rồi, ăn thịt cá mấy bạn ơi. Mình bắt luôn con này nữa. Mày hả bưởi, một hít một, xỉu luôn. Con này bọ cạp lai gì nè. Trời ơi, mình mới vô mình gặp con gì lạ không ta? Ngon ngon ngon. Đi khám phá dưới này có mấy con mới liền. Họ cho mày một viên tỉnh nhanh đi, mày lâu tỉnh quá. Gì vậy trời? Ủa theo theo tao nè, theo tao về. Con này nữa. Con này gần tỉnh rồi mấy bạn ơi, rồi tỉnh luôn. Đi 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 đi. Đi về đi về đi về. Ủa con hải ly cũng ấy lộn, con hải cẩu của mình đâu rồi? Sư tử biển, hải cẩu gì đó. Ôi đã mất tiêu rồi ta. Ủa nó đâu rồi trời? Ủa kỳ trời. Mình bỏ nó đây tội nó quá, mình muốn kiếm nó luôn. Ủa tự nhiên nó bỏ mình, nó đi trốn đâu rồi ta? Con này hay thiệt trời. Ui, bà tù. Ui, boss Draken mấy bạn ơi. Thôi mình đi lên đi, kệ nó đi, mình bắt lại con khác cũng được. À nó đây nè. Trời, nó không đợi mình mà nó nở lòng nào mà nó bơi lên bờ luôn. Mình không ngờ cái con này nó đối xử với mình lại tàn 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 nhẫn như vậy. Rồi mình xuống mình đón hai con kia lên cái đó. Ở đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Hai con tôm hùm. Rồi đi lên nào. À chắc nãy là nó hết oxy á. Ơi đi chậm rì. Cái này nhìn về mà xa lắm nha mấy bạn. Con cổ dài. Hai con này nó không chịu theo mình ta. Đi lên bờ nào.
hai con này nó bị ngu rồi mấy bạn ơi. Không bắt được luôn. Mày đứng im coi. Ôi cưỡi luôn nè, cưỡi luôn. Ôi kinh 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 kinh. Đi lên luôn, lên luôn, lên luôn, lên luôn. Bắt qua trước còn rồi. Ủa nó không lên bờ được mấy bạn ơi. Ôi nhìn nó kìa. Ôi con hải cẩu của mình đã mất tiêu rồi. Ở đâu mất tiêu ta? Con này nó bỏ mình đi dưới biển rồi, giờ nó cũng lạc luôn rồi. Mình xuống mình bắt thêm một con kia lên lại cho nó đủ cặp đi. Con này mình bắt lại con khác cũng được. Con nó trên bờ quá trời luôn. Nó lỡ nồng nào nó bỏ mình đi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đi về thôi, đi về thôi. Ngon. Con này nhìn hơi bị dữ á. Có chiều không? Ui, hai càng kẹp nó. Chiêu xe coi. Nó có chiêu kèn kẹp rồi mấy bạn ơi. Rồi nó bơi nó ủn ủn kìa. À con này đây rồi. Đi về nào. Các bạn nhìn nó bơi nè. Ủn 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 ủn. Trời ơi. Ổng bơi nhìn mắc cười quá à. Con này con bọ cạp mà ta, bọ cạp lai cá à. Đó, một cặp luôn nè mấy bạn. Đó, một cặp luôn. Vì cái con hải ly đâu rồi? Ấy lộn, con hải cẩu rồi. Stop one. Stop one. Mày là mày ngu nhất luôn. Mày nghĩ sao mày dẫn tao xuống nước mà mày bỏ tao một mình? Rồi đứng lại đây. Nghĩ sao mà mình dụp xuống nước, may mà mình có cái bộ đồ bá cháy bò chét chứ không là chết ngắt rồi. Ôi bắt mấy con lạ lạ không mấy bạn ơi. Không biết con này là trong bản mod hay là cái bản nào nữa. Mình cũng không biết con này từ cái bản nào. Không biết phải bản cập nhật mới không nữa. Để tăng quay cho nó. Mánh tốc độ chạy luôn. Để nào. Đó, một cặp không luôn nè mấy bạn. Không biết con này là trong bản mod hay là bản thường ta. Nhìn nó lạ thiệt chứ. Cái mấy con này giống trong đời thật. Mà mấy con trong đời thật làm gì có con nào có cái nanh mà dài cỡ này. Rồi. Cái này sư tử biển đúng không ta. Cái râu nó có quá trời luôn rồi. Chó biển. Rồi, con này là tên con gì đây. Con này là tên Bro Dios Aerobatic Brick gì? Tên gì mà lão quá. Cắn rồi. Cạp, 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 cạp. Chụp phải. Chê, không có gì hết mấy bạn ơi. Con này không biết nó sinh ra đây cái gì. Nhìn nó ghê thiệt chứ. Hai con thủy quái. Ôi, hai màu luôn. Con này là bọ cạp lai, bọ cạp nước chứ bọ cạp lai cái gì nữa trời. Bọ cạp lai tôm hay sao á. Cái càng của nó nhìn ghê không. Ôi trời chập tối rồi. Tối cũng như sáng à. Anh này mới vừa gia nhập binh đoàn những thằng NPC nguy hiểm nhất thế giới. Thằng đam cho nó à. Chị đại này là hơi bị dữ luôn à. Cơ mặc đồ mấy bạn hay chất không. Quá đẹp luôn. Hơi bị đẹp luôn. Đang sưởi ấm nè. Big Mom Bahamut cái này tiếc là không có cái gì cái option thêm cho mấy cái đứa này, ví dụ cho nó ngồi, cho nó nằm vậy, với lại cho nó leo thú á. Có được cái đó là rất là tuyệt vời luôn á. Và không biết map này nó sẽ ra những con gì mới nữa, mình cũng chưa thấy hết nữa. Nãy giờ đi kiếm tùm lum hết. Chắc mấy con đó là mấy con mới mấy bạn ha. Chứ mình không nghĩ là trong cái mod Addition Rift gì đâu. Mà không biết giết con này có thịt gì không nữa. Để thử coi. Rồi
chuẩn bị mấy bạn kem mình ép vải tèo. Cậy mấy bạn ơi, mình coi thử nó có thịt gì ngon không. Rồi không có thịt gì ngon hết á. Từ con mình về mình sẽ nhẫn một con tinh tinh qua đây. Mấy bạn biết chi không? Để gì dùng mấy cục đá đi hết nè. Để dọn dẹp cái khu vực của mình đi, nhìn nó ớn quá. Rồi mình sẽ bay đi về nhà. Tập này tí nữa mình sẽ đi kiếm con Dragon Dominus. Con T-Rex. Mình thích mấy con Rex này lắm luôn á, nhìn nó đẹp ghê. Mình phải đi chắc lấy con rồng Bahamut qua quá, cho nó bắn bớt kim cánh cụt đi, nó nhiều quá mấy bạn ơi, làm rất là lắc à. Giờ mình phải lấy con gì đi ra phá được đá. Ừ ha, mấy bạn kêu có con gì ta, con sứa, sao mình đi với nước hoài mình chưa gặp ta. Tinh tinh đồ quá trời luôn, thấy không? Tập người đi vô rừng ở hết rồi. Rồi mình sẽ về mình lấy em bé mút qua bên kia. Mình sẽ càng quét cái tụi kim cánh cụt vì nó quá là nhiều đi, nhìn rất là lắc. Đó, đi về chỗ nhà mình lắc quá trời luôn mấy bạn. Quá trời khủng long luôn mà lấy gì không lắc. Tới đây là hết lắc rồi nè. Rồi đi về thăm mấy em raptor của mình. Nó bù, nó định ăn thịt con này mới ghê chứ. Nghĩ sao ăn thịt Stego. Nó thấy con này chui đầu vô nó chạy, mấy bạn thấy không? Chạy cắm đầu luôn á. Mấy con này mình chưa làm baby, không biết làm baby nữa không ha. Mình sẽ lấy Behemoth qua. Behemoth hay là con rồng vàng. Không biết là cái mod này nó update có những gì, không biết cái này có được đổi không. Ê. Đó, mình cho con này coi. Mày biến hình đá đi, mày chắc không có gì thay đổi đâu. Ít coi. Stego. Coi, hỏi mình thích con này nhất luôn. Sẽ đi Behemoth. Hỏi con này mà bay cao dữ vậy? Mình sẽ qua bên kia mình đại khai sát giới cái lũ chim cánh cụt, nó ra nhiều quá mấy bạn ơi, không phải mình ác đâu, mình làm cho nó đỡ lắc vì sự nghiệp chơi game đẹp của chúng ta nên bọn mình là phải tận diệt bớt mấy bạn, nó ra quá trời luôn. Hôm nay là xây khu làng mới. Các bạn có cái nhà nào đẹp đẹp có gửi qua fanpage cho mình đó, để mình coi cái nhà nào đẹp mình xây thêm để tạo thành khu làng cho chỗ này ha. Ôi, anh rất là xin lỗi từ cánh cụt dễ thương. Nhưng vì bọn em làm lắc quá nên phải tận diệt bớt thôi. Giờ mà không tận diệt là thôi chứ. Tăng 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 tăng, ác quá đi, ác như cóc luôn. Wow, bắn hết rồi, chết hết luôn. Đó, chết hết. Mình là kẻ sát nhân. Mưa kiếm, thái cực kiếm. Rồi, đi hết rồi đó. Coi như dùng đất chỗ này đá đồ. Đá đồ cũng đập nát hết. Con này là cái gì nó càng quét cũng được hết mấy bạn ơi. Không có gì là nó không có thể làm được hết đó. Chỉ có điều giết con gì. Giết cái con ủa sao mình đi trên con này mình không thấy cục đá mà mình xuống mà lại thấy ra, nó kỳ kỳ rồi đó. Nó cao quá, kiểu như con này nó cao quá đi, nó bị mất 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 sai hết. Đó, chứ mình đi vậy là đâu còn cục đá nào còn sống được đâu. Đó, càng quét chỗ này đây cho nó đẹp 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 một tí. Trời ơi, phá đá, phá đai, phá tùm lum luôn. Phá luôn cái khu rừng này luôn.
đi một vòng là kiểu như không có cây nào mà còn sống được hết đó. Trong đây có con tinh tinh nữa. Được rồi đó, vậy là ok rồi. Cho em bé Hemmut này đứng đây bảo kê ở cái nhà mình là coi như là vô đối luôn. Đó, tăng gì gọi là kiểu như là đây là trơ trọi hết rồi, không còn cái gì luôn nè mấy bạn. Thấy chưa, nãy đá đồ cây đồ nhóc nhóc á, mình dẫn con này qua một cái là không còn cái gì luôn á. Mấy con này còn sống được cũng gọi là thần thánh lắm nè, bắt được không? Ủa sao nãy mình nhớ mình cho bút phút được mà ta, sao con này không thấy ta? Đó con này, con này. Ủa nó ăn cái gì vậy ta? Con này nó ăn, chắc nó ăn ngọc trai quá, nó ăn dầu hả ta? Con này nó ăn cái gì vậy? Mình cũng chưa bao giờ bắt được con này luôn á. Con này chắc ăn dầu rồi. Bắn xỉu không? Ui xỉu mấy bạn ơi. Con dưới nó ăn cái gì ta? Cá nè, thịt chín nè, thịt nè, trái cây nè. Ăn trái cây. Ui cái gì con này lái được hả? Hư cấu đi ơi, mấy bạn thấy ảo không? Trời ơi, đi ván trượt luôn. Ui con nó nhúng quá, cổng nhúng rồi, ông này ông nhúng nè. Ủa đi hơi bị nhanh đó mấy bạn. Ôi tàn sát hết, còn một con này còn sống. Wow, skill con này là làm ngu người người khác ta luôn. Đó, tao bắn mày độc nè. Dí tao đi. Đó. Con này giống con bướm mấy bạn ha. Con bướm nó có cái kiểu là phấn hồn mề á. Mày đừng có quýnh. Con này chắc nó muốn xỉu rồi mấy bạn ơi. Rồi nó không quýnh, nó là có mấy con hiền. Nó thèm ăn cá, mình không cho nó ăn đâu. Mình có hai con đủ. Đi con này nè. Con này đi y như là lấy xe tăng, lấy xe. Rồi mới đi nhanh quá trời nhanh luôn. Mình tăng không biết tăng speed nó chạy cỡ nào nữa. Trời ơi. Chết rồi. Chết tôi rồi. Đi cái kiểu này đây thua rồi. Bơi được không? Bạn may quá con này bơi được. Rồi tưởng nó bơi không được là ăn 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 hẹm luôn rồi. Đi về. Trời ơi, bơi cái tút lút ở đây luôn mấy bạn ơi. Con này bơi nguy hiểm thiệt chứ. Ui gặp con này nữa chứ. Rồi bơi cái không thấy nhà đâu luôn á. Ui có cục gì đó đỏ, con gì đó đỏ nè. Ủa phải, cái này là mấy cái như cái rồng rêu á. Rồi, đi vô cái nào. Con này nó bay ghê quá mấy bạn ơi. Mình bắt toàn mấy con kiểu gì đâu mà. Con này chắc là họ hàng với con đĩa nè. Mình bắt được là mình biết rồi. Ui nhìn nó đẹp ghê không. Con này mà nướng lên là hết sảy luôn á. Được rồi, chúng ta sẽ đi săn những con rồng Dominus. Mình lên núi mình săn rồng đây. Hay là bắt con T-Rex trước ta. Hay bắt con T-Rex qua nhà mình đi mấy bạn ơi. Mình thấy con T-Rex đó mình cũng muốn bắt lắm luôn. Mà con này phải cưỡi rồng mới bắt được. Chứ mình đi bộ mình chết nó. Thôi đi bộ cho nó đẹp. Đi bộ cho nó kiểu dạng thú dữ đi săn khủng long. Chứ chắc chắn chết luôn á. Con này nó cắn một cái là chết luôn á. Đó. Rồi tôi bố 13 triệu hả ta? Sao nhiều dữ vậy trời? Mày dạ bưởi. Ê, dĩ mình rồi, dĩ mình rồi. Chạy 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 chạy. Ui chạy nhanh dữ vậy.
Ồ chạy đi mày, chạy đi. Này chạy hơi bị nhanh, nó chạy nhanh ghê các bạn, nhìn con rồng mày nữa. Ôi có trúng mình không vậy? Ôi may quá, trúng là cũng 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 cháo luôn. Ui phun độc kìa, ui cái con đô này ghê thiệt. Ôi T-Rex 1.000 mấy luôn, ăn thịt vô em ơi. Đó phải vậy chứ, con này chết rồi, bên đây mình đâu có cái yên đâu mà mình cưỡi nó. Hỏi dắt nó về nhà đi, cho nó về nhà nó bảo vệ cái nhà mình. Con đô quay vần này luôn, bắt luôn con này luôn. Primal á, bờ Primal anh bắt cũng được đó. Ồ chết rồi, con này gấp không được. Ồ nãy nó phun mình cái gì ra cục lửa xanh ta. Ồ chưa ít à. Ồ ghê chưa, phóng phóng độc một luôn nè mấy bạn. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, mày hả bưởi. Ủa sao không xỉu? Rồi tôi vô ít nhôm mà lấy gì xỉu người ta. Đi nào, đi về, đi về, đi về. Bắt được T-Rex mới. Đi đi về, đi về. Đưa đồ quẩy vịnh. À, nay lại là một khu vực sinh thái mới bên cái đảo băng này. Đó, hôm nay mình sẽ làm cái khu sinh thái mới bên cái khu vực đảo băng này cho nó đẹp. Đó, bên đây mấy bạn thấy không? Cỏ cây đồ đá nè, đó cái khối khối nó bay nè, mấy bạn thấy thích ghê không? Nhìn đã thiệt chứ. Chắc mình về mình làm cái yên cho con T-Rex này luôn á. Hồi xưa là mình cũng bắt nó rồi, mà nhưng mình bị lỗi game á, mình chết cái mình mất luôn rồi. Rồi, mình sẽ về mình chế cái yên cho con T-Rex này. Rồi mình sẽ đi săn con rồng Dominus cho mấy bạn xem ha, con rồng Dominus đẹp lắm. Con nó giống con boss đó, con boss trong cái trụ mà mình đi vô bên trong đó là mình cũng sẽ thấy nó à. Tập này là chúng ta nói không với NPC. Mình thấy đó một tụi NPC luôn nè. Bạn thấy không? Bốn thằng ơi. Chúng ta vừa nhìn những thứ ư có bạch hổ luôn ghê hả? Ừ ha, mấy bạn các bạn bắt bắt bạch hổ đúng rồi. Mình nhớ rồi. Ừ yeah. Bắt con bạch hổ trước đã, tính gì tính. Ừ, mấy bạn kêu mà bắt con bạch hổ đúng không? Mình thấy các bạn là comment cái bắt bạch hổ may quá, tự nhiên qua đứa tiếng thay nó bắt luôn chứ để làm cái gì. Ờ, chờ thích. Ồ ghê vậy, sắp hết đạn rồi. Trời ơi, cắn 1.000 đam luôn ghê đó. Ôi bạch hổ trâu dữ à. Cho cái này cho nó nhanh. Mày hả bưởi. Ui, có 72.000 turbo mà cái cung này nó cùi, công nhận nó cùi luôn á mấy bạn. Con hổ cái. Ôi bắn vô chân nó kìa, chụp mũi tên luôn mà nó không có xỉu. Hỏi nằm xẹo chân luôn mà. 70.000 thôi, nó còn lâu mới tỉnh. Mình về nhà mình chế cái yên cho con T-Rex của mình đó. Nó đập người hơi bị nhiều luôn á, mình đợi nó xây nhà lên mình đi kiếm nhà nó đi chơi vui, đợi nó xây căn cứ đó, rồi mình mới dắt NPC mình đi đập nhà nó, mình cầm súng đầy bát á mình bắn vô nhà nó mới đã chứ giờ làm vậy không có hay. Ôi nhóc người luôn mấy bạn thấy không, quá trời luôn kìa. 1 2 3 4 nó chạy như trâu. Cái thằng khỉ đó mình không có giết được đâu, mình giết nó mất công lắm, nó cho mình ba cái cục kia vô người nó mệt lắm. Đó chúng ta đi về nhà, đi về nhà rồi đậu xuống nào. Cái con đô này chiên ra nó ị ra ga mấy bạn, cái gasoline nó ị ra cái ga nhìn xấu vãi tèo. Cái yên con T-Rex
Công ty Red Diamond, Alpha Red, cần trái tim đúng không? Đúng y mà cây ti Red, Alpha Red. Cái này là Indominus Red rồi, đúng rồi. Chúng ta cần cái này thôi. Mình đi qua khu vực mới, mình kiểu như mình sẽ xây dựng cái khu vực mới cho mấy con khủng long của mình sinh tồn bên đó cho nó đã. Bên đây là công viên rồi, nên mình cần qua bên kia mình ở, qua bên núi tuyết ở cho nó đã, mình sinh tồn bên núi tuyết rồi từ từ mình kiếm mấy cái vùng đất mới nữa, mình qua bên đó mình ở nó hay hơn. Tưng 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 tưng. Ui có cái hộp nè. À cái hộp này mình lượm rồi. Đó, nhà chúng ta đã tới. Coi bạch hổ chưa tỉnh luôn. Ghê vậy. Bạch hổ sao mà lâu tỉnh như nó đã gần tỉnh rồi nè mấy bạn. Kệ đi từ từ cho nó cũng tỉnh rồi. Mình cho con này có cái yên nó ngồi lên mới được nè. Đó. Lâu rồi mình không cưỡi T-Rex đi quýnh lộn luôn á. T-Rex là nó mạnh lắm luôn á mấy bạn. Con này được cái nó thổi lửa một cái là không có con nào chịu nổi hết á. Lâu lắm rồi mình chưa cưỡi T-Rex đi quýnh lộn. Này là chơi 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 chọi, cưỡi T-Rex đi quýnh nhau. Cọc lóc. À có người trên đây luôn. Ở con nhỏ con gái liều mạng. Ủa cái gì vậy? Sao tự nhiên mình thấy chớp máu? Ôi ơi, bọn người chốt quá trời luôn. Cái con này. Mày muốn chết hả? Ôi, tập người kìa, con nhỏ con gái hổ báo không kìa. Trời ơi, liều mạng kìa không? Con T-Rex nó giết hết rồi. Vậy mà con T-Rex nó không giết, mình sẽ giết con nhỏ này. Mày gì hả bưởi? Thằng này nữa, thằng này nó muốn giết, nó quýnh lộn với mình luôn kìa. Hỏi liều liều liều. Mày liều, mày liều. Con T-Rex kìa. Tao cạp mày luôn. Trời ơi, bị lỗi, nó chạy kiểu gì kìa. Quýnh lộn không, quýnh lộn không? Ui, nó không dám quýnh mình luôn kìa mấy bạn. Ui, nó cắn luôn. Tưởng nó không dám chứ. Mày hả bụi? Mày hả bụi? Mày, cắn mày luôn, cắn mày luôn. Phun lửa đốt cháy cháy lòng mày luôn. Mình thổi lửa nhanh hơn á. Đó, cắn anh. Cắn anh. Cắn anh hả? Bưởi. Ủa con này con gì vậy? Trời ơi con này nó cho follow con kia, nó đi theo con kia rồi. Ủa? Mình mới thấy con gì đó đâu rồi ta? Ý ý, cho sói. Con kia phải không? Mày hả bưởi? Mày gì hả bưởi? Mày gì hả bưởi? Chó sói. Ủa mình mới thấy con gì nhìn cái người nó ghê lắm mấy bạn. Ừ trong đây nó có cái thêm gọi là cái con gì ta? Zombie. Zombie gì mấy con khủng long con có con Titan zombie nữa mấy bạn ơi. Cái con red mất nết này. Nghĩ sao nó đang chở mình đi mà nó chạy về một hơi vậy đó. Mày. Nhớ là tao tắt rồi mà sao mày cứ theo con này y như là mày yêu nhặt nó vậy. Đó vô rồi kẹt. Đó đi ra nữa không? Hồi nó nghe rồi đó. Ôi, cái con gì ta? Con này mấy con này là con zombie nè, cái con nãy con hươu mình thấy. Đúng rồi, con này nè. Chết rồi. Cái nạn này nữa. Nè, con này zombie nữa bạn. Zombie. Ê, ơi trời, ơi, hết rồi. Mày, trời ơi. Giật cả mình luôn cái con. Mày.
mày làm anh giật mình. Trời ơi, mình nhặt mình ơi trời ơi, đâu rồi, xấu nhiều, xấu. Mày quýnh được anh là mày ngon hả? Rồi. Nêu trò luôn đi. Giết hết cho anh. Đúng rồi, giết hết đi. Con này là con zombie đó mấy thằng thấy không? Người nó máu me tùm lum mà. Hả, ăn luôn. Nè, zombie nè. Female zombie. Ôi, zombie nó tràn ngập vô thế giới của mình luôn rồi, ghê rồi ta. Ăn nó không, ăn nó không? Cho nó ăn thịt đùi các bạn ơi. Cho nó ăn thịt đùi nó ăn ngon hơn. Thịt cá phần trăm nó lên không bằng đâu. Ôi, nó ăn cá. Kỳ ta, con này ăn cá hư cẩu vậy. Ơi, ăn thịt cá mới khổ chứ. Thôi bắt gì tới sáng luôn á. Con này con zombie nè mấy bạn. Người nó máu me tùm lum mấy bạn thấy không? Ghê thiệt chứ, đại dịch cúm luôn á. Con đô đô quay vần này. Mày gì hả, như vô đô quay vần. Mày, tao cắn chết mày luôn. Được cái đầu mày luôn. Mình giết nó thử coi. Không biết nó có thịt gì trong người không à. Con này là con zombie. Ê, có não, ghê vậy. Oh my god, trời ơi. Gì, do not consume app player. Ôi trời, ăn được não luôn ghê. Ôi, gớm quá mấy bạn ơi, dục bớt đi. Cái này là brain, cái não là cái brain đúng không? Ôi ôi, quá trời nhiều. Dục bớt. Mình không biết cái này làm cái gì luôn á. Mà sao nhiều dữ vậy ta? Thôi giữ lại 100 cái coi làm cái gì. Kìa. Nó kêu không không ăn, không không sử dụng cho player zombie là thích cái não. À là cái này là để tem mấy con zombie khác thôi. Ờ đúng rồi luôn, ở đây là cái mod gì vậy trời? Gạt cái não gì mà ghê quá vậy? Rồi hẹn gì mới vô nãy mà thấy mấy con zombie máu me đầy người luôn. Rồi thôi mình không ngợt nữa, mình sẽ bay lên núi kiếm con Dominus Dragon. Cái gì hết trời, con này lâu tỉnh quá vậy. 98% rồi nè. Trời ơi đúng rồi, mình chắc phải cần chế thêm đạn à, còn có 2 viên. Ơi tỉnh dậy coi. 98% rồi. Y nó ăn hết thịt rồi. Ủa à, quên cái đó thời gian tỉnh, mình quên. Ui có con bạch hổ nữa các bạn, ghê không? Nó ở núi tuyết mà, đúng y luôn. Hồi bữa thấy nó ở toàn núi cơ, mấy con hổ này toàn ở trên núi đúng không à. Hỏi được rồi, cho nó nằm đó đi. Tí nữa về mình cho mấy bạn coi ha. Giờ mình sẽ đi về nhà mình chế ít viên đạn. Mình sẽ đi săn con Dominus. Mình sợ là 2 viên là không đủ ngất xỉu với tụi nó. Tăng 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 tăng. Trời ơi quá trời trời luôn. Mấy bạn nào có cái ý tưởng nhà mà đẹp đẹp á ha, thì cứ gửi qua fanpage cho mình coi nhà nào đẹp thì mình sẽ làm thôi. Còn cái nhà nào mà nhỏ quá nhớ chụp cho nó full góc tí nha mấy bạn. Chứ chụp ít quá mình không có đủ dữ liệu để mình làm và có khó lắm. À, cái này để qua. À, mình bỏ thịt thối qua. Ê, cái trái màu đen đen nó còn cho nó làm ít đạn đi, lâu nay mình ít làm đạn quá. Mình quên làm đạn, cái mới ít làm. Trời, con này hết luôn rồi, kỳ vậy. Trời, farm, quá trời farm luôn, không được nhiều hết. Thôi được rồi đó, nghỉ đủ rồi. Rồi, nó phá than kìa. Con này là cái cỗ máy chế biến than luôn mấy bạn. Quá là nguy hiểm.
Đúng là nó nham thạch có khác. Đó, 1.000 trái luôn nè. Đó, quá trời cái này luôn. Rồi mình chế ít viên đạn coi. Cái này đạn dược hả? Đạn dược thì trong nhà mình thiếu cái gì? Mình cũng làm được mấy chục viên chứ bộ. Đó. Rồi ít nhôm à. Rồi hết rồi. Thôi ok được rồi, bây giờ đủ đạn rồi đó. Rồi mình đi lên núi cái đó. Mình lên núi mình săn con Dominate cái đó. Trời ơi không đủ luôn mà. Có được mấy viên? 17 viên. 17 viên thôi đủ rồi đó. Hỏi chúng ta lên núi săn con Dominate nào. Cái con này hồi đó là nó từng. Con này là con của mình rồi. Mình bắt nó luôn rồi mấy bạn. Mình chứ mình mất công mình để nó. Ui cha sương mù. Ồ đi qua khu vực này có không? Hình như trong đây nó ra tàn zombie không rồi. Chết cha rồi. Cái đảo mình bị nhiễm zombie rồi mấy bạn ơi. Chết rồi. Cái đảo mình nó bị nhiễm dịch rồi. Chết rồi. Mà không biết để cái zombie này có tem được nó không nữa. Ơi. Ơi ơi nó xúc mình luôn mấy bạn ơi. Ôi nó cắn mình luôn mấy bạn thấy không? Nó cắn mình hay là con sói này nó quất mình vậy? Con sói này đòi gì cắn tới đâu? Con zombie nó cắn mình mấy bạn thấy không? Mình tem ngay trước mặt nó là nó cắn mình luôn. Hỏi có khi nào mình bị dính đại dịch cúm không ta? Rồi ghê quá vậy. Rồi nguy hiểm quá à. Đại dịch cúm H5N1. Rồi sương mù kìa. Ồ con rồng hôm bữa nữa các bạn. Ôi con rồng em rò. Em bơ rò. Rồi mà nó bay chậm rì à. Cái con cụ bắp. Ý đây rồi. Ủa ơi em rồi. Bắn em luôn. Ơi tuyệt vời. Thấy chưa? Hai viên không đủ mà. Em này là em Dominate nè. Rồi nó bay ngu quá. Đứng này ra mày quấn luôn cho rồi. Mày hả Dominate? Ui xỉu liền. Ôi mà mấy con này nó phun lửa sao nó trừ máu theo phần trăm hay sao ta? Cái độc máu dính cực kỳ lâu luôn á. Raptor. Raptor. Đại bàng tung cánh. Đại bàng tung cánh. Dám bù ra ăn thịt đồng loại lẫn nhau hả? Mình sẽ bắt con Dominus này. Yeah, hy vọng là mình bỏ thịt nó ăn luôn nha. Đó, con này là Dominus Dragon này thêm mấy bạn thấy không? Mình sẽ bắt nó. Bắt nó. Ăn luôn đi. Rồi, ok. Tuyệt vời. Ồ, đứng im. Con này bự lắm mấy bạn. Cái này mình phải bích cúp trên vai nè. Đó, bích cấp nó đi. Đi qua khu nhà mới mình cắm cho ít lá cờ coi nào. Oh yeah. Nãy mình vô mình thấy nhiều con quá nên mình lên ý tưởng bắt con Dominate nè. Vài bữa nữa mình sẽ làm gì trận đại chiến những con rồng quýnh con rồng em ro thử coi. Ở chết cha bay đâu rồi trời. Sương mù quá không thấy đường luôn mấy bạn ơi. Rồi, mỗi lần đi săn là sương mù đúng điên thì chứ cái thời tiết trong đây nó bị khùng khùng rồi. Rồi đi tùm lum luôn rồi. Sai hướng rồi. Qua núi tuyết nè. Mà nãy mình gặp một con Titan Zombie nữa. Đó, con này là con Sida, con Dolores Sida mà nó nói. Mình gặp con Titan Zombie nữa mấy bạn. Con này Titan thường. Ủa sao mấy con này nhiều dữ ta? Chắc mình tiêu diệt hết tụi nó cho rồi. Này đây còn con đó nè.
con này con boss hả ta? Con này không biết làm baby được không ta? Mấy con Titan nè. Rồi đi 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 cái lạc cha nó. À, đi về núi tuyết, đi về núi tuyết. Đó, đây là cái khu vực gì đây? Ủa mình nhớ mình bay về khu núi tuyết mà sao nó đi hướng kỳ vậy? Mình sẽ đi kiếm con Titan, Titan cho mấy bạn coi con Titan gì đó. À, thằng pháp sư. Con T-Rex. Ôi sao quá trời luôn, gọng và y con Dominus kìa. Đó, quá trời luôn mấy bạn thấy không? Trời sương mù nó khó chịu thiệt chứ. Con này là con đô đô rồi. Con gọng quá trời gọng luôn. Con này con gọng gì đây? Ý con gọng này trong bên con rồng bên cái gì ta? Map sa mạc. Cái cục con người đá này. Ngoài người đá. Con người đá đỏ mấy bạn ơi. Ba con Overlord luôn ghê hả? Ôi gì ghê à, trời ơi con này trong mod Eternal, con đó là trong mod Eternal mấy bạn, con người đá này nè, con người đá này, con đồ đồ này, bố mày, mày thích phun lửa không, mày thích coi đạn ai mạnh hơn không, mày thích đạn ai mạnh hơn không, dám láo với anh, đây nè con Titan nè, con này là Titan God mấy bạn ơi, ôi ơi nó giống con kia quá à. Nó giống y con kia luôn á. Mà nhưng có điều nó không có sáng bằng con kia thôi. Không biết con này có bắt được không à. Ơi con này không cho ăn được rồi. Thử một viên coi. 35. Rồi thay đạn nữa chứ. Rồi bắn cái xỉu luôn rồi. Con này cũng bắp quá, không bắt đâu. Rồi mấy con zombie trời ơi, quá trời luôn. Rồi gì ghê vậy ta? Mình định kiếm con Titan zombie cho mấy bạn coi mà không thấy con Titan zombie đâu hết. Con Titan zombie nhìn ghê lắm. Tự nhiên ra con Titan God. Con đó mình không thích. Ai, được rồi mình bay về nhà cái đó. Bay về khu nhà mới của mình thấy chưa? Mỗi lần mình bay về nhà là thời tiết cái đẹp, đúng là nó kiểu kiểu chọc tức mình hay sao ấy. Ở đây là phải hướng về nhà, lộn hướng rồi mấy bạn ơi. Xem nữa đi một vòng trái đất nữa. À, đi về chúng ta còn coi con bạch hổ và con gọng mới của mình. Đó, bạch hổ đã thuần phục được rồi. Đó, ngon lành. Bạch hổ với Dominus, trời ơi, nó bự, nó bự. Ôi ơi, bả bự, trời ơi. Bự quá trời bự luôn. Trời ơi, bự. Trời bạch hổ và con này của bạch hổ coi. Bạch hổ thêm quay nè. Nó chạy, nhảy lên. Ui, nó gầm kìa. Ghê, ghê, ghê chưa? Con này bị lủng miệng mấy bạn ơi. Mấy bạn thấy không? Mỗi lần mình gầm á là nó có cái lỗ lỗ trong rồi thấy không? Vô nè, nó vô nè, vô vô tấn công vô luôn, tướng chạy tì hơi sida một chút, nó còn cứng cứng á, kiểu như nó cứng cứng á, nó không có được mượt mà như con Sebatut đó mấy bạn, con Sebatut đi mượt mà hơn nhiều. Con này quạt cánh được nè, trời ơi nghĩ tưởng không quạt cánh được là cù bắp lắm luôn á.
phun lửa coi. Đó, chuột phải. Chuột phải cũng phun lửa mà đúc C cũng phun lửa. Cục trái là cạp. Có chiêu gì không? Chiêu ít, chiêu C không? Chiêu ít. Thử coi, thử vài chiêu coi. Đi giết bọn zombie. Zombie. Mày gì hả bụi? Mày gì hả bụi? Đàm hơi yếu nha. Phun lửa nè, có yếu nữa không? Phun lửa. Phun lửa con chim này luôn, con chim. Con chim ưng cùi bắp. Mày chết chưa? Ăn xác hả? Ăn xác hả? Không có dễ vậy đâu. Con này nữa, con Glitora gần gì đây. Ôi ơi, con rồng này đã quá mấy bạn ha. Con rồng này nhìn sướng thiệt luôn á. Không biết mấy bạn có thích con rồng này, chứ mình thích con rồng lắm luôn á. Con này là con giống trong con boss đó, trong cái mod, trong thiệt luôn á, trong game gốc luôn á. Nhìn đúng dữ luôn mấy bạn ha. Đúng đẹp luôn á. Ôi nó bự sờ lự luôn. Thôi được rồi, clip này mình cũng quay tới đây thôi. Hy vọng thì tập này không có NPC, các bạn vẫn thích với những cái tập này ha. Tập này thì chúng ta có những con vật mới như là con mấy con gì ta, mấy con dưới biển, hai con mẹ này nè, với con này đẹp ghê á, với lại mấy con này mình không biết gọi nó là con gì luôn á, không biết nên đặt tên cho tụi này là tên gì nữa. Thôi chúc mấy bạn một buổi sáng xem video vui vẻ ha. Chào bạn nha, bye bye, nhớ subscribe nếu thích video của mình ha. Chào bạn nha.